Rồi, cố lên anh, cố lên. Hết sức bình tĩnh nha. Ai đây đây đây. Tiếng trống của người hát ca là tiếng cổ tay, một bàn tay không cổ là tiếng cả nhà. Ai ai muốn đăng ký thì lên đây ạ, đông vui vui nào. Đổi qua bên nóng không? Đổi qua bên này. Dạ. Xong cái cuộc thi này sẽ có một cuộc thi ăn tôm, ai đăng ký để đăng ký luôn nha. Dạ. Thi luôn nha. Dạ. Anh em mình ở 26 này, bố một người đại diện ăn tôm đi. Yeah. Mình trong trận thắng mình thua cũng được, lấy cái bẻ vàng cho 26 lên. Bia này là mình tự rót hay là rót sẵn đi uống? À, tự rót luôn. Rồi tự rót đi cho một người thích ăn. Rồi bắt đầu tự rót đi, rót xong mới bắt đầu uống. Rồi bắt đầu bấm giờ nha. Em mời một ai lên kiểm tra thử phải bia thật không ạ? Có ai lên kiểm tra? Đây chị, em mời chị. Mình sẽ kiểm tra coi đây có phải là bia không hả chị nha. Chị uống thử không? Rồi uống thử luôn chị. Uống thử không? Uống thử xem có thật không? Rõ, tốt đẹp nha. Rồi. Ta mọc lông lại em ơi. Không phải bia không chị? Nước ngọt thì 100% đó. Chị ơi, bây giờ thử là một đỏ hết luôn, một đỏ hết luôn. Vâng. Đây này là bia thật 100% nhá. Rồi bây giờ đổi đổi cho em lên đây. Một lông nữa, một lông nữa. Dạ. Đây đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, bây giờ em mời thầy. Đó thầy gian bắn lên cho em nha. Cái đầu sẽ đốt xong mới uống thầy cho. Đúng rồi, đốt. Bưng lên làm tắm giờ. Và bây giờ mình đốt đi nha. Cứ rót thoải mái đi. Anh muốn rót được bao nhiêu ly kia anh? Đúng rồi, muốn rót bao nhiêu thì... đề nghị hai cơ thủ là bắt tay nhau hô hôn làm thiết trước khi thi đấu. 1, 2, 3, bắt đầu! Cố lên anh, cố lên! Hết sức bình tĩnh nha, hết sức bình tĩnh. 26 là ở đâu ấy? 26 cố lên! 26 cố lên! Anh Tài cố lên! Chưa đầy 1 phút 6 lông kìa. À, cái này bình thường mà uống anh suốt mà. Rồi hôm nay xin phép mời thay mặt nhà hàng Trung Dũng, anh em mình xin phép được trao thưởng cho em Nga Sumo. Cảm ơn anh rất là nhiều. Mọi người đi nhậu luôn nha.